Vâng ạ, em là Nguyễn Thị Lan ạ. À, em ở tỉnh thành nào? Em ở Hưng Yên ạ. À, ở Hưng Yên. Ừ. Rồi hôm nay là em kết nối là để kiếm ai em? Kiếm như thế này là kiếm ông bà nội hoặc bác cô chú ruột của em ấy ạ. Có À nghĩa vậy. là bố mẹ đẻ hoặc là anh chị em ruột của bố em ấy ạ. À vậy là bố em thất lạc gia đình. Dạ vâng, bố em bị người ta nói chính ra như thế, gọi là bỏ bỏ rơi ấy ạ. Và anh xin lỗi nữa, không biết là em sinh năm mấy ha, kêu em hay là sao, chắc nhỏ tuổi hơn anh hả? Em sinh năm 78 ạ, chắc là ít tuổi hơn anh. À, ít tuổi hơn anh, ít hơn tuổi. Ừ. Rồi vậy em kể cho anh nghe là câu chuyện trước đây bố em bị bỏ rơi như thế nào, nghe kể lại thế nào. Dạ vâng ạ. Bố em được nghe bà nội, tức là bà nội nuôi kể lại, hoặc là những cái người già ấy, kể lại. Thì bữa đó là một cái ở tại một cái chợ ngay địa phương em, bây giờ em đang ở đây này, ở một cái chợ thuộc xã Văn Nhuệ, Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. À, nhưng mà lúc đó thì cái chợ đó nó tên xã đó là xã Bạch Đằng, huyện Ân Thi, tỉnh Hải Hưng. Lúc đó là Hải Hưng. Và bây giờ thì cái chợ đó nó sẽ nằm ở trên xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Và em hay gia đình em bây giờ đang sống ở tại cái xã này luôn ạ. À. Dạ vâng. Rồi mọi À, việc thì nó tại cái chợ đó, tức là bà mẹ mẹ đẻ của bố em ấy có đưa bố em đi chợ. Lúc đó bố em mới chỉ biết ngồi thôi, mới ngồi. Và thì bà đưa bố em đến cái chợ đó. Cái chợ đấy có cần phải nói tên chợ ra không ạ anh? có em nói đi em, cần Và thiết. cái tên chợ đó thì bây giờ cái chợ đó vẫn họp, và cái chợ ngày đó là tên là vẫn là cái chợ đó tên là chợ rồi, nhưng em quên hỏi lại bố chồng em, ông làm cán bộ xã rồi là giờ đờ hay là R, vì là tên riêng mà, thì nếu không nhầm thì là giờ đờ hay sao. Vào đấy là chợ rồi. Khi mà bố mẹ đẻ của bố em đưa bố em đến cái chợ đó thì lúc đó bố em mới đang biết mới chỉ biết ngồi thôi. Mẹ bố em thì bà có mua gặp một có một cái bà bán thuốc cam ở cái chợ đó. Bố thì bà mẹ đẻ em có mua 5 hào hay 5 xu ấy thuốc cam, mua xong thì lại gửi bố em tại cho cái bà bán thuốc cam đó và nói là sẽ đi một lát rồi quay lại đón bố em. Và từ lúc đó đến nay là không thấy đón lại nữa. Thì cái bà bán thuốc cam ấy thì bà ấy chỉ là người ở đâu đến trọ ở cái làng nàng nàng có cái chợ đấy thôi. Thế là bà ấy đương nhiên là bà sẽ không vui với em. Thế thì em nghĩ là sau đó thì bà ấy cũng lại đưa cho những người nọ người kia, cuối cùng thì lại đến tay của bà nội nuôi của bố em bây giờ ấy. Thì bà nội nuôi bố em cũng lại là người ngay cái làng mà có cái chợ bây giờ. Và cái này hiện tại thì gia đình em vẫn sinh sống và làm việc sinh sống tại địa phương này và làm việc ở xã tỉnh Hưng Yên này thôi ạ. Thì cũng không thấy từ ngày đó giờ cũng không thấy ai đến tìm hay là hỏi hay gì cả. Thì em cũng lên chương trình như chưa hề có đi nhiều lần ấy, em gửi thư nhưng mà gần như cũng không có manh mối gì. Rồi. Thì cái bữa đấy năm trước thì thực ra Facebook của thứ em cũng không thành thạo nhiều, đến Rồi. bây giờ thì bảo thôi cái mạnh dạn lên tìm. Thế rồi khi mà lên Facebook thì lại biết cái chương trình của anh, thế là em ấy muốn kết nối với anh thì có thể là qua video này. Nếu như ông bà nội, không biết có ông nội không, nhưng có ông bà nội mà còn sống thì giờ này họ cũng đã tầm 90 tuổi gì đó. Đó thì cái năm mà bố em mất thì à quên năm mà người ta bỏ em ấy thì bố em mới được 1 tuổi, chưa 1 tuổi mới biết ngồi, chắc là mới khoảng 10 tháng. Thì họ gióng tuổi ra theo những người mà bảo là bằng tuổi của bà này ông kia. Thì tầm cái năm đấy, cái năm mà bỏ ấy thì năm bỏ rơi thì là 1958 hoặc 59 gì đó. Và họ cũng bà nội em cũng bà nội nuôi cũng lấy năm sinh của bố em là năm 1959 đấy, trong thấy giấy khai sinh giấy căn cước công dân bố em là như vậy, nhưng mà có thể tăng lên 1 tuổi gì đó. Đấy. Rồi, Đến ok. ngày này tầm bố em tầm tuổi bây giờ thì cũng với cái cách mà ước ước tính như thế thì bố em bây giờ năm à, 6 6 7 6 8 tuổi tầm đó. Và Rồi, ok em. Anh xin tóm tắt lại cái nội dung. Thì như cái hồ sơ mà em gửi đó thì anh cũng có trao đổi với em hôm qua,
là trong cái trường hợp này đó thì nó rất là khó ở cái chỗ đó là mình không có tên tuổi gì của cái người mà bà nội em cả, thì bây giờ chỉ dựa vào địa điểm và thời gian, dựa vào địa điểm và thời gian. Thì còn trong cái tình huống đó thì đôi khi mình cũng không thể lường được trước hết vì cái lý do nào. Ví dụ bây giờ anh chẳng hạn thì mình cũng suy nghĩ cho nó thoáng đi, chẳng hạn như là bà nội em có gửi ở đó để làm một cái việc gì đó, không có ý bỏ rơi nhưng biết đâu có thể là đột quỵ hoặc là lấy cái ví dụ chẳng hạn như vậy, có thể cái trường hợp đó có thể xảy ra, hoặc là có những cái biến cố nào đó, cho nên là bị bà nội em không có trở lại giúp bố em, thì mình cứ suy nghĩ như vậy cho nó thoáng. Rồi nếu trong cái trường hợp này mà gia đình nào mà có cái hoàn cảnh nó tương tự đó thì người ta lên tiếng, thì mình sẽ đối chứng bằng cách là xét nghiệm ADN dựa trên cái mốc thời gian mà bị bỏ rơi đó, dựa trên cái mốc thời gian bị thất lạc đó, và dựa trên cái địa điểm đó như em nói hồi nãy là ở chợ Văn Nhuệ, Ân Thi, Hải Hưng cũ, bây giờ là Hưng Yên em ha, gọi là chợ Dồi đúng Dạ. không? Dạ vâng. Đó, cái địa điểm đó là Chợ quan rồi ở trọng. tại xã Văn Nhuệ luôn, chỉ có xã Văn Nhuệ nó có cái chợ đấy. Ân Thi Còn Hải. còn ví dụ á, mà chẳng hạn như là bị bỏ ở trong bệnh viện thì nó nhiều vô vàng, khó phân biệt, nhưng mà ở Vâng. một cái địa điểm cụ thể giống như bố em á, thì cũng có hy vọng. Nếu là gia đình biết được hoặc là bà con dòng họ đó người ta biết được thì dựa vào cái địa điểm đó thì nó cũng có cái cơ sở để mà sàng lọc em. Vì vậy cho nên là thôi chúng ta cứ hy vọng đi, cứ cầu nguyện ở trên đi, rồi có ai lên tiếng thì anh báo cho gia đình em biết nha. Dạ vâng em. Thế bây giờ thì, tức là bây giờ thì em không biết bên nội thì còn sống không, tức là bà ông bà nội, nhưng có thể là có anh hoặc chị em mà ông bà kể lại đây như anh nói, thì mà con cháu người ta cũng lên các cái chương trình này, họ nghe thấy nó có cái, có những cái hoàn cảnh đấy, cũng vất ở một cái chợ nào đó, để gửi một cái chợ nào đó cho họ chẳng hạn. Thế rồi thì chỉ còn những cái đặc điểm như thế thôi thì khoanh vùng lại thì sẽ còn có cả hy vọng. Thì bây giờ bố Đúng em đúng thì rồi. vẫn còn sống thì còn có hy vọng tìm, chứ còn không còn bố mẹ, không còn bố em, chắc chúng em cũng không có cơ hội để tìm lại được. Đấy, thì Đúng còn rồi. nếu xét nghiệm với anh chị em ruột chẳng hạn thì cũng coi như chúng em cũng biết, để biết được là quê quán nhà mình đang ở chỗ nào, đang ở đâu, thì đấy là Rồi. cái nguyện vọng lớn nhất của gia đình bố, gia đình chúng em, bố mẹ em cũng như là chúng em Ok ạ. em, rồi em gửi qua cho anh vài tấm hình của bố em nha. Vâng. Thôi được rồi, có cái nào thì em gửi qua cho anh. Thì nó thật ra thì Vâng. cũng để nhìn phần nào thôi, chứ còn chúng ta cũng không dựa trên hình ảnh để quyết định được. Đúng Đôi rồi ạ. khi là để cho bên kia người ta cũng thấy, chẳng hạn như trong anh em này kia có ai nét giống hao hao thì để đôi bên tạo cái lòng tin cho nhau thôi, chứ cái hình ảnh thì không có quyết định được, không có kết luận được, mà bây giờ kết luận là phải ADN. Dạ vâng đúng ạ. Rồi ok Dạ nha em nha, rồi có ai lên tiếng thì anh báo nha, báo mày. vâng ạ. À, nếu mà ông bà hay là cô dù gì chú bác anh chị em mà có biết được những cái thông tin thì xin báo tin cho em, và gia đình cũng xin có một chút hộ tạ là 20 triệu đồng ạ. Ok em, rồi có ai lên tiếng thì anh cho em hay nha, chào em nghe. Dạ vâng em cảm ơn anh ạ, cảm ơn chương trình ạ. Rồi, rồi, bye em. Dạ vâng, chào anh. Rồi hôm nay chị Thủy kết nối là để kiếm ai chị ha? Chị kiếm mẹ chị. À, chị có Trong tên tên và năm sinh của mẹ không? có Dạ. mẹ chị là tên là Phạm Thị Gái, Phạm Thị Gái sinh năm mấy chị ha? năm 1950. À, rồi hồi đó thất lạc nhau ra làm sao chị kể em nghe. Hồi đó là năm 1975, Dạ. tháng 3 năm 1975, Đà Nẵng nó sắp giải phóng rồi đó. Đà Nẵng Dạ. giải phóng lại 9 tháng 3. Thì trong khoảng thời gian trước trước ngày 9 tháng 3 đó, là gia đình chị đi tản cư, sợ 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 quân giải phóng vào đó, là đi tản cư chạy hết lên sân bay Đà Nẵng á. Thì mới lên máy bay đi, đi đâu đó không biết, đi đi Sài Gòn hay là đi Mỹ hay đi đâu đó, đại khái là có máy bay chở mình đi. Mà rất là nhiều người nghe ông bà nội kể lại, chứ hồi đó chỉ có 6 tuổi thôi, nghe ông bà nội kể lại rất là đông người, mà máy bay thì ít, người ta chen lấn nhau ghê lắm. Thì gia đình chị là ông nội bà nội dắt theo là
ba chị, má chị, hai chị em của chị, rồi cô 8, cô 10, cô 11, chú 12, chú 13, đông lắm. Thì với lại một bà chị con của cô hai nữa, cô hai đó là ở Tam Kỳ, có gửi một bà chị ra nữa. Thì chia làm hai tốp, tốp thứ nhất là cô 10, chú 13, chị con của cô hai, ba chị với má chị với lại một đứa em trai là đi trước, còn lại là tốp sau, là do chị là bị dậm đinh ở nơi chân á, cho nên mới mới núp ở trong một cái nhà ở gần đó, mới núp ở đó chờ mà thơ thơ người là mình hay chạy ra mình lên máy bay. Thì nhưng mà đông quá là cuối cùng không có máy bay nào đi ấy, mà người thì ở lại khá là đông, nhưng mà ông nội và bà nội là hy vọng là những người con của ông bà đã lên máy bay đi rồi thì mới quay trở về nhà. Quay trở về nhà thì cái chuyện này ông nội bà nội chị kể kể hồi á, kể hàng ngày, cho nên chị thuộc lòng luôn á. Quay về nhà thì chỉ còn lại là cái đoạn thứ nhì á, là ông nội bà nội chị với lại cô 8, cô 11 thôi, thì đó người quay trở về thôi. Và sau đó mấy ngày á thì ba chị á ở Sài Gòn á, ổng đã vô được Sài Gòn rồi, ổng mới đánh điện tiếng về, đánh dây thép đó, đánh điện tiếng về nói là hiện tại trong Sài Gòn là có ba, một chị con của cô và một chú 12, còn lại không có ai hết á. Thì ông nội ông thấy mất đi má chị nè, cô 10 nè, chú 13 và em của chị lúc đó 3-4 tuổi, còn bốn người nữa đâu rồi. Thì lúc đó ông nội mới hoảng lên, mới đi tìm đi ngóng tin tức các nơi nhưng mà cũng không có, cũng không ra. Nhưng mà em vậy á, là lúc nó bốn bốn ba bốn tuổi á, là có tin là ở bệnh viện Đức, tức là bệnh là viện xe bây giờ á, là có đang chữa trị cho một số người mà bị trong cái đợt di tản đó, bị thương trong cái đợt di tản đó, chứ ai mà có thân nhân thì xuống nhận. Thì ông nội bà nội mới xuống thì thấy phát hiện ra thằng em của chị, nó hỏi nó vài ba câu thì biết đó chính là nó và đem về đứa thôi. Còn là má chị, cô thứ 10, chú 13, ba người đó mất tích luôn từ đó đến giờ Dạ, rồi không tìm ok được. chị. Rồi, em bây giờ nghe chị kể thì em mới nắm được tất cả cái nội dung mà chị trình bày. Vì em cứ ngỡ rằng á là chị bị mẹ gửi hoặc này kia đó, hoặc là thất lạc trong cái chiến tranh đó và chị không có về nhà, và có nghĩa là chị thất lạc toàn gia đình, thì cái cơ hội để kiếm gia đình thì em nghĩ cao hơn. Còn trong cái trường hợp như chị chia sẻ mà nói để bây giờ kiếm được mẹ và mất người gì gì 13 hay gì đó, thì cái cơ hội đó rất là thấp. Bởi vì em nghĩ là thế này này, là gia đình của bên nội của chị thì vẫn còn ở Đà Nẵng, và ba mẹ của chị và dì của chị thì gọi là cũng đã cái tuổi trưởng thành, chứ không phải như là trẻ 5-6 tuổi, 3-4 tuổi để mà gọi là bơ vơ. Vì vậy cho nên nếu ví dụ như mà bình an thì không có lý do gì mà không có tìm về cả. Đó, thì cho nên là trong cái trường hợp của chị thì em thấy cái khả năng tìm được là rất là thấp. Nếu ví dụ như một người thì nói ví dụ như thế này thế kia gì đó, mất trí nhớ hoặc là một cái biến cố nào đó, thế còn đây là cả cái bà dì nữa thì cũng là tuổi trưởng thành mà không có thấy về, thì em nghĩ rằng là lành ít rủi nhiều. Vì vậy cho nên á là thôi bây giờ đường nào thì chị cũng đã lên chương trình và chị cũng mong muốn chia sẻ về cái câu chuyện của gia đình chị, thì em cũng sẽ cập nhật cho chị, mang tính là để mình cũng an ủi được cái tinh thần thôi, chứ còn nói để mà kiếm được thì cá nhân em thì em thấy không có hy vọng. Không có Gia hy đình vọng. chị trước đây cũng cũng nghĩ như vậy, cho nên là mọi người cũng không có quan tâm. Nhưng mà bạn chị giới thiệu là Tuấn Vĩ hay lắm, mi lên tìm mẹ đi. Thật ra thì cái việc này thì rất là cảm ơn cô chú anh chị đã yêu mến em và cũng có những lời khen ngợi. Nhưng mà như chị biết đó, là cái gì mình có thể thì mình mới mới nhờ cộng đồng, để trong cộng đồng người ta biết, người ta báo cho mình. Chứ còn những cái việc không thể thì làm sao mà mình có thể biến biến không thể thành có thể được.
Ví dụ chẳng hạn như là cái sự thất lạc đâu đó thì ở trong cộng đồng cũng có sẽ có người biết rồi người ta báo cho mình, thì đó là cái sự mà công nghệ bùng phát vào thời điểm này. Thì cho nên là trong cái việc tìm kiếm người thân thì trong thời gian qua em cũng thấy có nhiều câu chuyện nó cũng kỳ diệu, nhưng với điều kiện là nó phải có thể diễn ra. Chứ còn như ví dụ chẳng hạn người đã mất thì lấy đâu ra người để sống mà cho mình. Cho nên là cái việc đối với trường hợp của chị thì em thấy không không có khả thi gì cho nhiều. Vì vậy thôi, chị đã trình bày như vậy thì em cũng sẽ cập nhật lên, ví dụ như trong cái cuộc chạy loạn đó mà có ai nằm trong cái tốp đó đó chị, và người ta có biết được thông tin gì đó thì người ta có thể cung cấp cho mình. Còn nói để mà gọi là tìm được người còn sống hoặc là tìm được cái thông tin mà nó mang tính là khả thi thì em thấy không có khả thi nha chị nha. Rồi có ai báo gì thì em cho chị hay ha. Thì mong là có phép màu. Em sẽ giúp để truyền tải câu chuyện. Còn về cái việc mà có đặng hay không thì cái việc như em vừa trao đổi đó thì mình cũng chờ vào cái cơ duyên coi thử trong cái lần chạy loạn đó rồi có ai đi cùng hay là có ai biết về câu chuyện thì có thể người ta báo cho mình biết về cái thông tin. Em cũng mong là cộng đồng mạng, bà con cô bác giúp đỡ cho em tìm lại mẹ. Bây giờ thì mẹ cũng 70 mấy tuổi rồi, không biết mẹ ở đâu, tìm về để mà phụng dưỡng cho mẹ. Chị mong chứng quỹ giúp đỡ chị lan tỏa và mong mọi người giúp đỡ, mọi người trên cộng đồng giúp đỡ. Có ai lên tiếng, có ai báo chị em cho chị hay hết. Chào chị, bye bye chị. Anh Sơn là sinh năm mấy và hiện tại ở tỉnh thành nào anh? Sinh năm 1974, hiện tại ở huyện Long Thành. Hôm nay anh Sơn kết nối là để kiếm ai anh Sơn? Trước hết là kiếm dòng họ bên nội với lại kiếm ba. Vậy là anh thất lạc ba và không biết dòng họ luôn. Ba của anh Sơn tên gì và sinh năm nào ha? Ba là tên Nguyễn Văn Dũng. Nguyễn Văn Sanh Dũng. thì cái tấm hình mà chụp hồi đó làm căn cước, người người nói 48, người nói 58, mình cũng chả hiểu nữa. Rồi vậy cái câu chuyện thất lạc ba của anh như thế nào anh kể cho em nghe. Hồi đó là khi mà nó quýnh vô Lạc Tánh á, quýnh vô cái quận Lạc Tánh là kêu ba chạy mà ba không có chịu chạy. Thành ra cơ ba ở lại trong cái quận đó đó, rồi mẹ mới chạy về hoài hoài Long Khánh á, rồi sau này mẹ lên lại là mất tích ba luôn. Rồi sau chừng mấy tháng sau là mẹ mất luôn, Sơn cũng chả biết bên nội. Nghe nói hồi đó nội có lên trên nhà luôn, có lên mà ông ngoại với bà dì về dưới bên ba, là lúc đó là đồng ruộng đồ không à, mà ở dưới cần giục Long An á, mà không biết chỗ nào. Cần Giuộc Long An là quê nội anh á hả? Quê nội. Vậy ha. Rồi vậy bây giờ thế này nè, nếu ví dụ như mà mẹ anh cũng mất sớm và biết được tên của ba đó thì cũng hy vọng rằng là sau khi anh cập nhật lên thì bên nội của anh nghe câu chuyện này thì sẽ nhận diện ra tên của ba anh và tên của mẹ anh. Tên của mẹ anh là tên gì? Văn Thị Ngọc Lan. Vân Thị Ngọc Lan. Quê của mẹ thì ở đâu anh? Hồi đó quê thì Sơn cũng biết đâu hết đó, nhưng mà hồi đó là ở Lạc Tánh, Tánh Linh đó, là tỉnh Bình Thuận bây giờ đó. Vậy là ba anh là đi lính ở ngoài đó và quen mẹ ở ngoài đó. Ba thì nấu cơm cho ông quận trưởng ăn. Hồi đó là Rồi ba là lên nuôi á. vậy lúc đó thì mẹ mất thì anh cũng mới được có mấy tuổi ha, 3 tuổi không, năm Không, lúc đó chừng 1 tuổi mấy à. à mẹ mất thì mẹ mất năm nào? Chắc cũng cỡ 76. Thì đó Tại bởi vì vì cha 75 đánh vô là lúc đó mẹ đang mang bầu. Chắc cỡ 75, 76 vậy, tại vì gia đình cũng không nhớ nữa. Ủa nhưng mà anh Sơn sinh năm 74 mà phải không? 74 thì 75 là đánh vô trong cái quận rồi.
Vậy thì ba với mẹ sinh ra được mấy người con hết? Tổng cộng là hai chị em, mà mẹ đang mang bầu nữa là ba. Tội nghiệp Có một ha, chị gái nữa, chị gái cũng mắc là chị gái tên Nguyễn Thị Mỹ Dung. à Nguyễn Thị Mỹ Dung. Vậy là mẹ mất lúc đó cũng mẹ cũng đang mang bầu em thứ ba luôn. Đứa em nữa. Tội nghiệp quá ha. Nhưng mà mẹ mất vì lý do gì? Mẹ leo lên cây mẹ ổi rồi lúc mang bầu á, rồi mắc. Vậy đó hả? Đúng ra như bây giờ cũng mắc đâu vậy, tại hồi đó làm cho bên ông ngoại là cái gì, quận trưởng quận gì á, Chắc rồi làm là chức độ lớn lắm, ra nó thấy nó ghét nó bỏ. Chứ như giờ là sống chắc là do hồi đó là khoa học còn chưa có tân tiến và bệnh viện này kia cũng còn ít đúng không? rồi ở với ngoại từ nhỏ đến lớn cũng nghe ông ngoại rồi kể lại, mà lúc đó còn nhỏ mình cũng đâu có hỏi đâu, chừng giờ mắc hết rồi cũng Rồi nhờ cộng đồng ô giúp đỡ Trường Sơn. dạ Chứ dạ em ở năm mấy tuổi, 50 tuổi rồi mà chưa có biết mặt bên nội, bây giờ thậm chí giờ Sơn cũng không biết mặt mẹ ra sao nữa, hình dạ đồ mắt sao sót lại tấm hình của ba đó. dạ Nhưng mà rồi anh cũng đương nhiên là anh biết bên ngoại đúng không? Bên ngoại biết hết, Bên ngoại biết hết. Chỉ có một cái là thất lạc bên nội thôi. Rồi vậy thất lạc. em đã nắm được cái nội dung vậy rồi. Thì như em nói ban nãy đó, thì bây giờ chị dựa vào cái thông tin là ba anh là Nguyễn Văn Dũng và mẹ anh á là Văn Thị Ngọc Lan, và sinh ra được hai người con tên là Nguyễn Thị Mỹ Dung và tên của người của con trai là tên Sơn. Và sau đó thì mẹ cũng mất vào năm 1976, lúc đó mẹ cũng đang mang bầu em thứ thứ ba. Còn ba anh thì cũng chắc là anh cũng không biết được trong gia đình có những ai tên gì này kia, chắc không biết đâu ha. Dạ không biết đâu, tại vì ba thất lạc đó luôn lúc đó, rồi gia đình lúc đó ông ngoại thì có xuống dưới quê một lần, rồi nghe nói bà nội lên trên nhà một lần là Đức Linh đó, là tránh bây giờ đó, mà lúc Và đó là bà nội già lộn khộn rồi. rồi ok anh, thì em nghĩ là cái thông tin này mà bên nội nghe thì chắc nhận diện ra đó, nhận diện ra tên của ba mẹ anh và cái câu chuyện nó Tại diễn còn ra như tấm hình vậy. nó cũng đỡ vậy, còn tấm hình nó cũng đỡ, Rồi cũng ok mong anh. cộng đồng mạng giúp đỡ dùm sao em hậu tạ cho người báo tin 10 triệu anh. Rồi vậy thì có ai lên tiếng thì em sẽ báo cho anh Sơn biết nha. Dạ dạ Rồi chào anh ha, bye bye anh. chị. Dạ dạ